Nhận định bóng đá Việt Ten với Hoàng Anh Gia Lai, 19h15 phút ngày 24 tháng 3, vòng 5 V-League, chuyến làm khách trên sân của đương kim vô địch Việt Ten đang dần lấy lại phong độ cao nhất là cơ hội để Hoàng Anh Gia Lai và Kia Tisak thể hiện đẳng cấp của mình. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đương kim vô địch Việt Ten có khởi đầu không thực sự thuận lợi cho hành trình bảo vệ ngôi vương của mình. Vòng đấu đầu tiên họ thất bại 0-1 trước Hải Phòng, tiếp đó là trận hòa 0-0 trên sân Thanh Hóa. Tuy nhiên, hai vòng đấu gần đây thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng có sự tiến triển tích cực với hai chiến thắng liên tiếp. Vòng 3, Việt Ten giành chiến thắng 3-1 trước Bình Dương. Gần nhất, vòng 4 trên sân Nam Định, Việt Ten giành chiến thắng 2-1. Sau 4 vòng đấu, Việt Ten đang có 7 điểm và tạm xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng. Bên kia sân, đội khách Hoàng Anh Gia Lai với sự quay trở lại dẫn dắt của huấn luyện viên người Thái Lan Kia Tisak đang có khởi đầu khá tích cực. 4 vòng đấu đầu mùa, Hoàng Anh Gia Lai có 2 chiến thắng, 1 trận hòa và thua 1 trận. Có trong tay những cầu thủ nội chất lượng và bổ sung những nhân tố ngoại binh, Hoàng Anh Gia Lai đang nỗ lực cho cuộc đua ở VLEAUGE mùa giải 2021. Sự chuyển biến rõ nhất của Hoàng Anh Gia Lai ở vấn đề tâm lý, theo dõi 4 vòng đấu đầu mùa, có thể thấy các học trò của huấn luyện viên Kia Tisak đang nhập cuộc tự tin. Có được 7 điểm sau 4 vòng đấu, Hoàng Anh Gia Lai đang tạm xếp.